Văn phòng Chính phủ vừa ban hành công văn số 6665 ngày 20 tháng 9, truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, chỉ đạo Bộ Y tế và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội xem xét thông tin phản ánh về việc thanh toán chi phí xét nghiệm COVID-19. Theo quy định, các chi phí xét nghiệm, điều trị COVID-19 đều do ngân sách nhà nước chi trả, nhưng hiện vẫn có không ít trường hợp bệnh nhân chưa biết có nhiễm COVID-19 hay không khi tới một số bệnh viện trên địa bàn Hà Nội để điều trị phải xét nghiệm COVID-19 theo chỉ định và phải thanh toán chi phí xét nghiệm. Về việc này, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chỉ đạo Bộ Y tế, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội xem xét có thông tin rõ ràng, minh bạch về các quy định của pháp luật, đồng thời chấn chỉnh về việc thực hiện chưa đúng quy định nếu có của các cơ sở y tế. Thưa quý vị, Hà Nội vừa nới lỏng giãn cách xã hội từ chỉ thị 16 xuống còn chỉ thị 15, nghĩa là vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch COVID-19 trong cộng đồng. Tuy nhiên, vào tối ngày hôm qua, thì tại các tuyến phố trung tâm của thủ đô Hà Nội, hàng chục nghìn người đã đổ ra đường để đón Tết Trung Thu. Điều này thì không chỉ tiềm ẩn nguy cơ tái diễn các ca bệnh COVID-19 trong cộng đồng, mà còn vi phạm quy định của thành phố Hà Nội trong phòng chống dịch. Tại các tuyến phố như là Hàng Bài, Bờ Hồ, Bà Triệu, Hai Bà Trưng, hàng chục nghìn người đã đổ ra đường, bất chấp lệnh cấm tụ tập trên 10 người tại khu vực công cộng. Mặc dù lực lượng chức năng cũng đã có mặt tại các điểm tập trung đông người, tuy nhiên lượng người đổ ra đường quá đông dẫn đến việc nhắc nhở và xử lý là không xuể. Đây cũng là lời cảnh báo cho việc lơ là, không chấp hành chỉ thị chống dịch của thành phố Hà Nội khi mà dịch bệnh tại thủ đô vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát trở lại. Theo con số thống kê trên cổng thông tin tiêm chủng, thì tính đến ngày 21 tháng 9, chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 của cả nước đã đạt hơn 35,1 triệu liều. Con số này cho thấy là trong 7 ngày từ ngày 14 tới ngày 20 tháng 9, số mũi tiêm trên cả nước đạt hơn 4,7 triệu liều và bình quân một ngày là đạt hơn 670.000 mũi tiêm. Tại Hà Nội, hết ngày 20 tháng 9, toàn thành phố đã tiêm được tổng cộng hơn 6,4 triệu liều vaccine, trong đó số liều tiêm mũi 1 đạt hơn 5,6 triệu, tương đương 94,2% dân số từ 18 tuổi trở lên, mũi 2 đạt hơn 786.000 mũi, tương đương 12% dân số trong độ tuổi tiêm chủng. Tại thành phố Hồ Chí Minh, đến hết ngày 20 tháng 9, số mũi tiêm vaccine đã đạt hơn 8,83 triệu, tiệm cận số liều vaccine được phân bổ thực tế hơn 8,85 triệu liều. Theo Bộ Y tế, đến nay, Việt Nam đã nhận được khoảng 50 triệu liều vaccine phòng COVID-19 từ nhiều nguồn khác nhau và đã phân bổ số vaccine này theo 45 đợt. Đến thời điểm hiện tại, Bộ Y tế đã cấp phép sử dụng 8 loại vaccine phòng COVID-19 gồm AstraZeneca, Sputnik V, Janssen, Moderna, Pfizer-BioNTech, Verocell, Hayatvac và Abdala. Tối qua, nhiều bệnh nhân đang điều trị COVID-19 tại Trung tâm Hỗ trợ Điều trị và Cấp cứu quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh đã đón nhận những phần quà Trung thu đầy ý nghĩa từ Ngân hàng Thực phẩm Việt Nam. 200.000 phần quà trong chương trình Trung thu yêu thương do Ngân hàng Thực phẩm Việt Nam gửi tặng bệnh nhân đang điều trị COVID-19, bao gồm bánh trung thu, trứng gà, lồng đèn, xúc xích, snack, hy vọng sẽ là nguồn động viên ấm áp cho các em nhỏ nhân dịp Trung thu này. Mang đến những món quà tinh thần, khắc ghi lại những kỷ niệm sẻ chia ngọt ngào, giúp người dân cùng vượt qua đại dịch. Ngoài ra, chương trình cũng trực tiếp trao tặng quà Trung thu đến các cụ già neo đơn, đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế, lực lượng vũ trang, tình nguyện viên tham gia tuyến đầu chống dịch tại tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và thành phố Hà Nội. Thành phố Hồ Chí Minh đang gấp rút lập danh sách triển khai gói an sinh thứ ba với số lượng dự kiến hỗ trợ cho hơn 7,5 triệu người. Đối tượng nhận hỗ trợ được mở rộng gồm lao động bị mất việc làm, gặp khó khăn trong thu nhập, không phân biệt thường trú, tạm trú hay là lưu trú. Khi thành phố Hồ Chí Minh thực hiện giãn cách kéo dài, đối với nhiều người dân, dù đã nhận đầy đủ các gói hỗ trợ của hai lần trước đây, cũng không đủ trang trải cho cuộc sống hiện nay. Sáng nay, chị Quỳnh ở trọ tại quận Bình Thạnh rất mừng khi cả 4 người trong nhà đều có tên trong danh sách nhận gói hỗ trợ an sinh lần thứ 3 tới đây. Hỗ trợ cho tạm trú và thường trú cũng giống như nhau. Thì em mong muốn là tất cả người dân của mình hiện nay ở thành phố Hồ Chí Minh đều nhận được gói hỗ trợ đợt 3. Chúng tôi cũng đã có chỉ đạo cho lực lượng công an là xuống rà soát từng hộ một để kịp thời phát hiện những cái hộ mà chưa được chăm lo hoặc là những cái hộ mà nó không nằm trong các cái diện mà có những hoàn cảnh khó khăn để kịp thời là có những cái chính sách hỗ trợ. Trong gói hỗ trợ an sinh lần thứ 3, thành phố sẽ mở rộng ra các đối tượng được hỗ trợ. Số lượng của cái gói thứ 3 này nó tăng lên rất nhiều. Bởi vì chúng ta tính bằng người, chúng không tính bằng hộ. Và thứ hai nữa là gì? Chúng ta có cập nhật bổ sung một số trường hợp người ta phát sinh thêm.
Dự kiến ngày 23 tháng 9 sẽ bắt đầu thực hiện gói hỗ trợ an sinh thứ ba, hơn 7,5 triệu người sẽ được hỗ trợ với số tiền mỗi người 1 triệu đồng. Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, việc ngăn chặn không cho dịch xâm nhập qua biên giới là nhiệm vụ cực kỳ khó khăn vất vả đối với lực lượng bộ đội biên phòng. Sự trợ giúp đắc lực của người dân khu vực biên giới được ví như cánh tay nối dài để giúp lực lượng chức năng trong việc thực hiện nhiệm vụ vừa ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép lại vừa phòng chống dịch trên biên giới. Tại chợ vùng cao xã Trịnh Tường, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai, những buổi tuyên truyền về phòng chống dịch COVID-19 như thế này vẫn được cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng thực hiện thường xuyên. Thì song song việc chúng tôi đã tổ chức tuyên truyền, ý thức người dân là gì? Là biết sử dụng đeo khẩu trang, 100% là quần chúng nhân dân là khi ra đường, tham gia đi chợ, đến chỗ đông người. Với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, bộ đội biên phòng phối hợp với các trưởng thôn, người có uy tín đến từng hộ dân để tuyên truyền về phòng chống dịch. Và sự phối kết hợp chặt chẽ của lực lượng biên phòng đóng chân trên địa bàn thì tình hình nhân dân ở trong thôn bản quận là cơ bản là tinh thần đồng tình cao và chấp hành rất tốt. Phong trào toàn dân tham gia phòng chống dịch COVID-19 và xuất nhập cảnh trái phép cũng phát huy hiệu quả. Hơn 10.000 hộ dân sinh sống dọc tuyến biên giới Lào Cai đã ký cam kết thực hiện các nội dung phòng chống dịch và tham gia đấu tranh tố giác hoạt động xuất nhập cảnh trái phép.